Ai bây giờ em mới nhớ yêu lớp B1. Sau lúc mới sang lớp A1 là phát là ôi tôi xong chia tay. Chia tay luôn. Ôi trời ơi. Ôi tôi xong chia tay à? Chia tay luôn. Thế lý do vì sao? Không biết. Không biết. Thế chia tay không lý do? Không học cùng lớp thì chia tay. Tự nhiên. Tự nhiên thôi à? Vâng. Hả? Tự nhiên thôi à? Vâng. Ôi giời. Thế tiếng người yêu tiếp theo? Một Khánh Linh, người em thứ hai Xuân Thảo. Cái bạn Xuân Thảo. Xuân Thảo à? Xuân Thảo là cái bạn ngày thơ em. À. Thế à? Xuân thơm à? Xuân ngày thơ mà em cơ. À, có một đợt bạn mua thơ mà em cơ. À, thế bạn có là Son à? Đợt trước có bạn không, bạn Xuân Thảo không ai thơ một phần môi à? Ồ thế à? Chứ, cô giáo biết không? Không, lúc đấy đầy bạn đấy. Đầy bạn cả. Đầy bạn luôn. Dạ, công khai gì? Thế là tức là công khai đúng không? Không. Lúc đấy bạn lúc đấy chắc là đang xem tivi xong các bạn vẫn đang nhìn. À đúng các bạn mà nhìn tivi quá là chúng mày hôn nhau trộm này. Thì đâu? Lại đâu? Thôi đúng rồi. Chính bài. Đấy mà là mình đúng à? Rồi được rồi, tiếp tục câu chuyện. Tự xúc cơm ăn đi. Bây giờ Gia Linh. Rồi Gia Linh. Ai nữa? Anh Thư. Để em vừa ăn vừa kể. Rồi, vừa ăn vừa kể. Anh Thư. Rồi. Nhiều quá quên à? Mất chỉ nhớ à? Chỉ nhớ. Gia Hân. Gia Hân nữa, ủi tiền kinh thế. Nhổ tóc vàng. Ừ, kinh. Vậy tí nhổ tóc à? Chắc là chăn bò, chăn trâu nhiều vàng như nhuộm gì. Tiểu Linh, Anh Thư. À. Trần Anh Thư. Trần Anh Thư rồi. Lớp khác. Mày còn yêu ở lớp khác nữa. Một Anh Thư bên này, một Anh Thư bên kia. À, kinh. Một Anh Thư đúng không? Bên bên trái cả bên phải đấy. Đây nha, có Anh Thư đang giả phây, giả má, thơ phất má luôn. Ờ, thơ phất má luôn à? Lúc đấy đang học lớp 1 đấy. Cô giáo đang quay rồi. Mày đang học mẫu giáo mà mày kêu mà học lớp 1. Đấy là đi học thử nhà cô. À, học thử thì nó phải học thử lớp 1. Bài giá phát má xong bắt thơm phát má luôn. À đấy ạ. Xong chạy gì? Tức là không thơm trực tiếp mà phải dán tờ giấy vào xong thơm qua đấy. Ôi trời ơi. Bạn gái nào muốn thơm vào má bốc nhỉ? Đâu. Nó đổ ấy. Mấy năm đại ca em nữa này, đại ca em là bạn lớp trường. Đại ca nó hôn em. Không phải. Bạn Khánh Linh vừa lúc đang chia tay em xong lại yêu đại ca của em rồi. À thế à? Vậy. Thế thì mày tán hộ đại ca mày nói chuyện làm gì? Tao nào bảo đánh đại ca gì đó. Ờ, tao nào phải đánh đại ca mày là đúng rồi. Đại ca em tức đánh nhau rồi em đánh nhau luôn. À. Cay hiểu không? Cay không? Tội cướp người yêu mà. Đấy là cướp người yêu mà. gọi Việt Minh đại ca của bạn lên bước chạy ra đánh tất cả hai gọi lên mặt con rất ước ra xong rồi đánh bạo từ sau tất cả ba luôn chung cả ba luôn à kinh hơi trẻ mày cân ba thằng luôn đấy nhau bộ dấu á chứ đi cho bạn thanh đặt lúc nào thì